Hello, xin chào các bạn. Chào bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Đàn Bà Phải. Sao sáng sớm tập thể dục khỏe chưa? Được rồi. Có tinh thần rồi ha? Dạ. Nếu có tinh thần thì ngày hôm nay mấy anh em mình sẽ quay lại cái series 72 giờ cắm trại theo yêu cầu của các bạn rất là nhiều. Nhưng mà không phải là cắm trại 72 giờ theo kiểu cao cấp bình dân nha, mà là mấy anh em mình đổi mới một chút xíu, đó chính là bốc thăm lấy đồ ăn. Và điều đặc biệt hơn nữa nè, khi mà đội nào thắng và vượt qua được cái 72 giờ này thì đội đó sẽ nhận về cho mình giải thưởng trị giá là 5 triệu. Mấy đội anh buông? Chúng ta có tổng cộng là 4 đội nha các bạn. 4 nhân 5 bằng 20. Đúng rồi. 20 củ. Wow, 20 củ kia quà. Mày bị khùng cái gì vậy mày? Mày nghĩ mày thắng lại mấy đội kia không? Còn mày đội ôm 20 củ. Đúng rồi, thử thách này. Mày thích củ không? Thích. Một xíu ghé chợ đi, tao mua cho dạy của ai mà ăn. Ôi, ăn của ba giống mày địch thui lắm. Nói chung là cái thử thách này không hề dễ đâu nha. Đồ nào bỏ cuộc giữa chừng coi như là tay trắng trắng tay. Anh Phú, em có ý kiến này nè. Sao cơ? Hay là mình chơi kiểu cá nhân đi. Rồi ai hỗ trợ ai, đoàn kết rồi người nào thắng lấy được giải thưởng anh Phú. Anh chưa hiểu lắm, nói lại cái. Là ý là, nhưng mà ở đây có 8 người chơi. Rồi. Em là 8 người chơi đó. Rồi. Em hỗ trợ một người trong đây. Ừ. Người đó thắng á thì em lấy giải thưởng. Anh bắt đầu thấy rối rồi mấy đứa à. Anh Phú. Hả? Anh đừng ngang này, nói hồi anh em gói theo với anh gói nữa anh Phú. Thấy rồi, mày nói theo luật của Phú đi. Đúng rồi đó. Thôi chơi theo luật của anh đi. Rối quá đặng ơi. Thôi đi luôn nè, không để các bạn chờ lâu nữa. Đi có gì ra ngoài đấu bàn xong đi, cơ. Đi. Let's go. Let's go. Mấy này mình đang tiến sâu vào bên trong rừng nha các bạn. Rừng ở đây còn nguyên sơ lắm. Mấy đứa đi cẩn thận nha. Rắn rít không dưới chân đó. Rất là nhanh, có cái con rắn gì? Trồng quạp á. Nó nằm ở ảnh dưa lá y chang như cái lá luôn các bạn. Gì? Hỏi anh đây nha. Cái gì? Bây giờ em đi á, em thấy có mấy cái cục đá này, xong rồi người ta cắm cái biển gì trên đó. Người ta ghi tùm lum tùm lưa như bùa á, vậy anh Phú. Cái đó mày biết là cái gì không? Cái gì? Cái mộ không xác định á, để người ta ghim cây, rồi người ta ghim đá để người ta biết, hiểu không? Đúng rồi. Dạ? Em đập xít bò rồi. Rồi, đập gì cướp nha. Anh muốn nói ở đây quần ngừng quen sơ không có gì mà. Cho mày cái tội mà bữa người ta đập xít bò. Cái này anh nghĩ chắc bò rừng nó bị lạc hay sao nè. Bố đánh con bò rừng này. Né nhả ra mấy đứa ơi. Đổi hướng, đổi hướng, đổi hướng. Đổi hướng đi anh em à. Ê, có trái xương rồng được không? Đâu? Vậy đó, rồi lỡ ăn được. À đây các bạn. Đây cái này trái xương rồng trong rừng nè. Nhưng mà đừng ăn bừa nha. Không ăn bậy nha mấy đứa. Đây cho bạn coi nè. Cái trái xương rồng này. Hả? Cái này chín luôn này nè mấy đứa. Chín rồi. Anh thử không? Cắm khẩu trái hả? Không mới kia thì em đừng ăn mấy đứa. Thôi vậy đi. Mà anh Phúc. Hả? Nãy giờ nó kêu là ở đằng trước có cái suối mà đi nãy giờ sao không thấy anh Phu? Con có gì hả? Coi Google Map anh Phu. Nãy giờ cứ dẫn tụi anh đi tới suối đúng không? Đúng rồi. Mà sao đi nãy giờ hoài không có thấy suối ta? Nè. Kìa. Lại thiệt chứ anh Phu. Vô gì? Nghĩ sao vô đây không có mạng mở coi được cũng hay á. Hồi nãy mày bật đúng rồi. Có nghĩa là nó lót từ ngoài đường, ngoài kia kìa, ngoài đường kìa. Ông nội ở đây mất mạng rồi. Rồi cuối cùng cứ đang dẫn mấy anh đi đâu hả? Hả? Dẫn tới vô ngay bụi xương rồng hết được đi luôn này các bạn. Quá trời xương rồng trước rồi. Đổi hướng đi. Rồi suối hướng nào? Báo mà. Chiều nó chạy đằng trước mà đi nãy giờ không thấy luôn luôn. Báo rồi. Đưa cho thật những đường là hết. Thế nói được. Tại nó nói có Google Map em nhận thấy con suối chẳng thấy suối đâu, toàn thấy xương rồng không à, quan sâu quá. Mình đi theo cảm tính đi. Hả? Mình đi theo cảm tính đi anh Phú. Mình giờ mấy đứa chọn hướng nào? Hướng này đi. Ủa ngân hái được luôn rồi kìa. Ngân hái. Đừng ăn ngân ăn cái bắt đầu thăng thiên luôn ngân. Không phải, cứ ăn xong cứ thành tiên luôn. Có cảm thiên. Thì em cũng ráng ăn nữa. Đây là tí khui, đừng có khui. Ăn được. Rồi, ta chẳng còn cái. Nhai. Anh không muốn ngồi mấy anh em gỡ gai cho cưng đâu. Coi gai nó dày nè. Cái đống mình mấy đứa này luôn đó trời. Mấy đứa đừng có đụng chạm vô cái này nha, coi nè. Cái này mình để dành chống chạm thôi trời. Đằng kia mới ghê kìa, một nùi luôn. Thôi đi thôi. Đi. Mà sao trong này anh thấy nghe cái mùi thơm mùi bông hoa cúc quá nhỉ? Em không.
À, chắc người ta cúng bên mấy mộ anh không đủ. Thì có nói gì thế. Ê, mấy cái cây này giống với cái cây ngoài. Cây Mai Thúy, Mai Thúy, Mai Thúy. Em tưới cây lắm. Em tưới cây lắm. Rắn rồi. Đi. Đi, đi, đi. Mình đổi hướng đi. Ghẻ ơi là ghẻ, dẫn đường kỳ quá. Đi một hồi mấy anh em mình cũng tìm được cái lối ra rồi các bạn. Quá trời ghẻ ghẻ. Anh sợ cưng liệt chứ, dẫn đường kiểu đó. Hoa tiêu của vậy đó hả? Muốn. Dạ. Ở đây có cây bụng ngót nè. Quá trời đi luôn. Có gì mình bẻ chút mình nấu canh ăn luôn. Ừ mày ăn đi, mày câm luôn. Mày ăn cái cây này trong vòng ngày hôm nay là mày gặp ông bà mày luôn á. Cái này là bụng ngót gì, lá ngón thì có. Đừng hái anh bậy cưng, trước khi hái làm gì đó hỏi anh nha. Cái này không phải cái rau bụng ngót đâu, nó giống giống vậy thôi chứ. Anh vô nó có khác gì lá ngón. Anh vô thăng thiên luôn. Quà kêu ăn xong cho nó thắng giải luôn kìa. Ở đây lâu nhất. Nói nhất. Đúng rồi. Nhưng mà ở đây là ngàn năm luôn chứ không phải là 72 giờ nữa. Đi. Anh vô thắng giải thiệt đúng không ơi. Ở đây có cái mùi gì nó thơm thơm mấy đứa ha. Có cái cây hoa gì á. Em có thắc mắc này nè. Gì nữa anh hai. Sáng giờ sao anh không đưa cái bản mặt của anh ra cho mọi người xem Phú. Mày nghĩ sao mày? Cái bản mặt của anh Phú á, ăn hải sản bị dơn, sao đưa cái bản mặt anh Phú ra được? Ủa, vậy hả? Ờ, không mấy hai đứa dùng từ cho nó nhẹ nhàng xíu không? Gương mặt nhìn cho nó cảm giác nó dịu dịu xuống được chút xíu không? Dùng từ bản mặt nghe nó nặng quá. Vậy thôi, anh gán dưỡng cái bản mặt của anh. Ủa, gán dưỡng cái gương mặt của anh để có gì hiện hình lên cho mấy bạn xem nha. Cái gì hiện hình? Không, xuất hiện là... À, xuất hiện cho mọi người xem. Dùng từ nghe có vẻ... tâm linh của ta. Anh thấy chỗ này được rồi mấy đứa, chống chạy nè, thoải mái nè. Có gì mình khoanh vùng an toàn để mấy nay mình cắm chạy đây ha. Hợp lý á. Gì vậy? Thằng Đặng nó thả cái liều vô em. Sao không? Cứu tôi anh em. Sao không? Cái chân tao mới đập xích bò đã xui rồi. Gặp mẹ thả cái liều nó đó. Sao chẳng gì, què luôn rồi nè. Không sao, không sao đâu. Tại mệt quá không thấy. Trời trời, có sao không? Ê, giúp tao. Không sao, không sao, không sao. Rồi, bầm luôn rồi, bầm luôn rồi. Bầm luôn nè. Chết tụi sao không? Đâu nhỉ? Không sao đâu. À, được không sao, không sao, không sao. Anh em để tôi nghỉ xíu, anh em dựng liều đi, tôi vô ở được rồi. Mẹ rồi, dựng đi kìa. Đừng có sao, đứng dậy đi. Diễn xuất tốt quá ha. Mà bầm thiệt kìa ông ơi. Thả thả mạnh không? Nè. Thả mạnh dữ đắng. Thầy mệt quá không thấy. Không, nó đau thiệt thôi, cho nó nghỉ đi rồi. Thôi cưng lên lên cây ngồi đi. Cưng cứ từ từ cưng cưng nghe trang như một con khỉ rừng nghe, cưng cây cưng nhìn xuống mấy anh em thì không sao đi, sợ bị chồng qua cắn rồi đang xuất luôn. Rồi đi rồi quên, để đồ xuống, bây giờ mình đi đâu nữa, tới rồi, giờ mình bắt đầu chia đội nha mấy đứa ơi. Đứng lên tập trung nè, bóp thăm cầm anh, cầm anh rồi. Rồi ở đây đi luôn xa xa ra, xa ra đâu ơi. Không có nhìn, quay mặt ra kia đi, quay mặt ra sau đi. Đúng rồi. Ở đây chúng ta có cái thanh niên kêu quay chỗ khác đây. Nhá. Ở đây chúng ta có tổng cộng là 8 lá thăm, là 8 số nha các bạn. Ai bóc số gần nhau nhất thì người đó là chung đội với nhau. Được chưa? Các bạn cũng thấy rồi đây ha. Giờ chúng ta sẽ ghép lại. Không ai thấy được sau đâu nha các bạn. Đảo. A few moments later. Rồi, sau khi đảo số xong, chúng ta có các con số đảo lộn tùm lum tà la tà lừa đây nha các bạn. Bây giờ chúng ta chỉ việc cho các em bóc thôi. Ai gần số nhau nhất thì người đó là đội chung cuộc nha. Ấy. Là chung đội chứ? Chung đội chứ sao nè. Không có thấy nha các bạn, mình che đi kỹ nè. Rồi, ở đây cho anh. Rồi. Ai lên trước nè. Lên. Em. Hay quá. Xa xa đây em. Hay đó à. Cu dân bè. Bê dân cơ. Làm đi qua. Hay quá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 hơn. Lên. 5 chim 7 nổi trên lên đền số 7. Số 7. Ok ta. Tâm số quà nó hẹo dưới ta. Lắc xí ngầu cũng là một nút mà cái này cũng một. Chịu rồi. Tiếp theo. Ai? Em lên luôn. Rồi. Nhãn áo của chúng ta số mấy đây? 1, 2, 3, 4. Số 4 là số hên. Ừ, số tự á. Số 4 đúng. À, số 4 là số hên. Được, tiếp theo. Đây em. Lên bóp lại đi em. Nãy quà bóp của bên đây phải không? Em bóp kế bên đó luôn à.
Số mấy? Số 3. Đúng kiểu anh ba báo. Rồi, đúng số 3 luôn trời. Linh giữ hả ba? Tư, không có nhìn nha. Số này. Rồi, số này số nào thì cứ bóp đi. Số mấy? Số 7. Xin chúc mừng em. Bốn lá hả? Bốn lá. Ngưng. Nó đừng. Thôi từ từ, rồi bóp rồi bóp đi. Số mấy đây? Số 4. Số 4. Số 4 các bạn. Chúc mừng anh. Sao nói câu gì cho ngầu cái nè. Hôm nay anh sẽ chăm sóc tốt nó thay mày. Wow. Đặng có vẻ hơi buồn nhỉ. Không sao. Đặng ơi. Thành chăm sóc Ngân thì cưng chăm sóc ai đó thì là bù quá xách lại hiểu không? Rồi, lên tiếp nè, lên tiếp nè. Trời ơi, chăm sóc lại, khệ lại, hiểu không? Số mấy? Số 6 ơi. Số 6 thôi. Còn ai? Còn ai? Còn ai? Bây giờ còn ai nè? Còn Hảo với Nguyên. Hảo với Nguyên nè, ai bóc? Để em. Nguyên nè. Nguyên ơi. Thật hay là anh Hảo đây? Thấy không? Ai có cặp hết chưa? Có đồ hết chưa? Quà đó hả? Quà này em ơi, quà này em ơi. Không có thấy đâu nha các bạn, đừng có thấy được đâu các bạn ơi. Không có thấy đâu. Em thích số này. Số 2. Số 2. Số 8. Kìa là số 2. Số 2. Chúc mừng em chung đôi với quà. Ê. Ý là niệm sao, niệm vô hay là niệm không vô? Không biết nữa luôn. Không biết luôn rồi. Sau đây nó nói còn số cuối lấy đi cưng. Dạ còn số cuối luôn. Số 8, ai chung đội với số 8 nào? Em đây. Số 7. Rồi ok, xin chúc mừng hai anh em. Tao sẽ chăm hai cái đặng giúp mày. Đúng vậy. Kia ông đi mà làm cái chăm sóc nó đi. Xong rồi đúng không? Dạ. Đứng về cặp cặp nhau đi, đừng có đứng sát nhau nè. Né né là xíu nè. Ở đây chúng ta có tổng cộng thêm 4 lá thăm tiếp theo, đó chính là lá thăm gồm có lèo, võng và tự làm. Tương đương ở đây có một cái lèo to, một cái lèo nhỏ. Hai cái võng và tự làm. Nha. Okay, rồi bỏ đây lắc đi Ngân. Lắc đi Ngân. Mạnh lên. Nay chị ấy rồi sang màu hồng mà đỡ sợ đây ha. Bộ hôm trước màu đen rồi lùi 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 sau. Rồi, cho bắt đi cực. Thò một tay nữa nha. Cái gì? Lục quá. Ủa anh kêu hai đứa lên bóc chưa? Rồi coi nè, coi lá thăm nè. Rồi lộ bộ lội nội bộ lục đục vậy rồi sao mà làm anh với nhau gì được? Hả? Coi, sao mà kết hợp với nhau để lấy giải thưởng được? Tám rồi cũng chết luôn à. Hai đứa cưng nhường cho người khác bóc đi. Đâu có đặng. Bóc người ta điềm đạm nhẹ nhàng. À. Cảm giác phê phiêu nó mới ra cái liều bự không nhỉ? Liều nhỏ. Lấy sao điềm đạm lại có liều lên? Có nghĩa là xác suất 3 đội còn lại là một đội phải tự làm đó. Xác suất bây giờ là chỉ còn nhiêu? 35% thôi. Đội nào? Tự làm. Ôi anh ba báo Ngân. Để anh ba báo bóc hả? Tự làm. Dù sao anh Thành báo nhưng mà vẫn hơn nha em. Tự làm. Leo to. Chúc mừng Thành Lan. Rộng rãi hết anh em. Dạ, bình tĩnh thôi là có liều to ở. Đúng không Ngân? Bình tĩnh là có liều to ở đúng không? Liều to rộng rãi thoải mái lắm. Có gì buồn không Đặng? Bình thường có gì đâu, vui vẻ lắm cưng. Chơi liều to rộng rãi thoải mái, em quần ở chổng 3 ngày cũng được lên luôn. Ờ ghê chưa. Cái gì vậy thế này? Ba tin em sẽ xui mà nó giành hoài kìa. Luôn ra đây, Ngân ra đây cưng. Cưng ra đây. Rồi, hai đứa nào lên bóc đi. À, cần hai người thôi. Em. Rồi qua bóc đi. Quả xui lắm anh Hùng. Về cho Nguyên bóc đi. Em bóc lên rồi. Lần này có liều sao không có? Rồi bóc đi không có nhìn nha. Không có nhìn nha. Phú coi gì được. Sao? Sao? Thôi cho đội kia uống trước đi. Đội kia uống trước nha. Lần này nữa. Vô không có. Vô nè. Ừ. Ơi. 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 Tự làm. Đó, nay thời gian. Chúc mừng hai đứa. Rồi. Thế, rồi cầm cái nó về luôn đi. Rồi. Đâu còn gì để nói. Rồi, từ lấy lèo đi làm đi hai đứa. Bây giờ mình sẽ bắt đầu bấm giờ nha các bạn.
Trời trời, thiệt chứ. Nãy ông không giành với tôi là giờ có giọng nằm như bên kia rồi. Bà giành với ai? Đó, cái tay ông xui tôi bóc giùm cho rồi ông còn giành với tôi chi không? Để nhờ nữa thấy có gì đâu tự làm không mà. Tay thơm vậy nó xui. Sáng giờ tôi xui nhất là trong đội với ông. Kìa kìa. Phải sáng tôi mới né bà, tôi bóc chơi trước luôn rồi đó là hiểu rồi đó. Ông biết tôi bóc cối là tôi né ông rồi đó mà ai ngờ nó không dính vô ông. Phải như thôi, tôi thôi, thôi, thôi. Bà đừng có lỗ hừa. Dành chi rồi để bóc chót. Thôi em tự đi làm liều không đi. Tôi làm thôi đừng ở nha. Tại nể tình là đồng đội tôi mới làm phụ đó. Chứ không á, không có gì đó đâu. Sao không ra ngoài ngồi chơi trong mấy cái bụi á, gặp mấy anh chồng quạm á. Dặn đây Đình Hảo ơi. Đây được nè. Được nè. Được không? Được. Sao cây ta làm liều tự nhiên cái đi lại đây văng. Văng ở đây cho gần hàng xóm rồi cho nó vui. Ngồi đi ra chỗ khác đi mày ơi. Hàng xóm gì tầm này. Nhà ta có con gái mới lớn. Đi ra chỗ khác chơi đi. Nó không cho văng về sao anh Hảo? Nó không cho văng về thôi mình đi chỗ khác đi chừng ơi. Thôi quanh đây văng đi. Cài qua cái đó. Nhưng mà không đủ. Không đủ vậy. Không đủ thì mình nói lại. Được á, được á. Giờ mình nói hai cái giọng lên nè. Văng từ đây qua đây. Hỏi đi chơi. Im đi, cái hoài. Ok không? Ok. Nói hai cái giọng lên đi. Giờ sao nào? Được không? Được. Uống tâm đi, bên em. Được luôn. Ê, anh thấy sao càng nhảy càng đầu xuống á. Vậy sao làm ta? Tại anh nặng hơn em á. Thấy không? Sửa lại đi, như vậy sao nằm được. Ê, em ơi đẹp không? Thấy đẹp không? Lụm đâu hả? Lụm đằng kia kìa. Nãy ông kêu tôi đi lụm mấy cái cây á, xong cái tôi đi lại đằng cái bụi á, tôi thấy có cái áo mưa. Hôm mấy giờ khỏi làm liều luôn đi, lấy áo mưa này làm bận lũi nguyên ngày. Qua 72 giờ xong về khỏi làm liều chứ cơ. Hợp lý không? Người không mấy mà bận cái đó đi để tôi làm nhà. Làm chi chứ cực, bận cái này vô che nắng che mưa ngủ giấc luôn. Thôi tôi ở nhà quen rồi, không mấy bà bận cái này tới 72 giờ đi. Còn tôi thì làm nhà ở. Để tháo ra che mưa cũng được. Để làm phụ chứ hồi ông không cho ở nữa. Kéo ngốc kia ra nặng. Chị thôi ngon ơi. Cái chuyện này đã làm cho nhưng con gái con đứa làm cái chuyện tay chân nặng được đâu. Vô chậm cuốn cái cửa đó mà anh đây. Tại gì thân mật với mày. À Ngân ơi. Dạ. Kéo anh cái xăng ti ở dưới này giùm anh đi. Nó bị kẹt rồi. Ơi, gì mày? Cái xăng ti dưới gì kìa? Kéo mày lên nha. Anh lên. Anh lên. Đúng rồi. Đúng rồi. Ngân ơi. Chuyện nhà người ta kể luôn nha. Rồi xong qua luôn. Có con gái con đứa bên liều này mấy vụ kéo xăng ti này dễ dưới trời. Thì thôi cũng làm nha. Kệ đi ông ta luôn. Chắc nhiều lầm rồi. Hai ăn đực gựa dựng liều buồn dưới trời. Bên bển nè, có nam có nữ dựng liều, tính ra cũng vui. Sao qua đây kìa thấy gì? Làm đi, tôi đi chơi mà, có làm đâu. Khơi khơi. Ngân, cứ nằm bển cứ nghỉ ngơi nha. Tối hai anh em mình còn nhảy âu nữa. Sao? Cái gì? Có làm đâu. Con này làm gì hả? Con tha mày. Mày bỏ lận mày. Làm đâu trời. Ê bà Nguyên. Cái gì? Ủa tôi mắc nợ bà hay gì? Làm cái gì cũng chung đội bà hết vậy? Thì đúng rồi. Ông thiếu tôi 2 ly trà sữa full topping tới giờ còn chưa trả nữa đó. Từ ngày tới khúc này nhức cái đầu gì vậy trời. Thôi bà ngồi đây đi. Tôi đi hít thở không khí xíu.
Con ngồi đi cắm trại ngủ đi ta. Dạ, hai fan qua chơi xíu. Mày cắm trại làm gì ngủ hoài mày? Ngủ đi dưỡng sức lấy giai đoạn chứ 72 giờ lắm đó. Rồi xíu hay. Trời ơi, có liều với bỏ nó nằm qua đây. Qua chơi. Qua chơi xíu làm dữ vậy? Cút cán nó không cái giò. Để giò rồi. Hỏi ơi. Quá. Hết tổ rồi. Tôi kêu mày về bỏ nằm rồi mà. Giờ đi. Qua đây. Bên này dựng chòi rồi đó hả? Dạ. Chòi hôm nay hòa thượng làm có vẻ VIP sang trọng hơn ngày thường á. Phải rộng rãi chứ anh Phương. Ở 72 giờ mà anh Phương. Sao không có vách vậy đó? Dừng vách lên. Vậy nó mới mát chứ anh Phương. Dừng vách lên rồi nực nổi sao. Rồi mát dữ chưa? Ý là bây giờ nó nắng nhưng mà chiều nay nó sẽ mát. Cái đồ bên này ấm áp nhanh gọn lẹ nha. Quà. Con vào cái về nữa quà. Ê, được. Rồi thanh niên này lộ luôn rồi. Sung sướng quá. Mắc cái giọng ngon lành cành đào. Chỉ chờ để anh uống thôi đúng không? Đúng rồi anh Phú. Bên này sao? Bên này hả? Quá đã ổn rồi. Mát nhà. Ôi. Làm gì nhỉ? Em làm vũ khí để chống mấy cặp nông cầm niên quá ơi. Có đâu mà chống với chả không. Ê, không biết nha, coi chừng nha. Tối nó bò vô nhà. Ủa, em mới làm rồi. Ừ. Coi thụ sẵn đi gân, thụ mấy cái vũ khí đi. Ừ, có gì xôn nó luôn. Có cái lều này hơi bị rộng nha, thoải mái dữ ta. Ô, tập thể dục luôn. Giờ này xin tập thể dục dữ. Chứ sao anh Phú, vận động là tối cho có sức khỏe rồi, tối vận động cho nó mạnh bạo hơn đấy mà. Sao kìa nó gì kìa gì nãy giờ quýnh tao chưa đã hay gì quýnh gì à có gì thuốc mà vậy không à giờ bỏ đi mày hồi muốn đi làm gì muốn làm đi để em tập thể dục tiếp. Hơn 5 tiếng đồng hồ đã trôi qua rồi nha các bạn, bây giờ bắt đầu mình sẽ cho mấy em ăn thôi tại vì mấy em cũng đói rồi. Mấy đứa ơi tập trung bốc thăm lấy đồ ăn nè. Đi bốc thăm anh em ơi. Không ăn uống là không có năng lượng để vượt qua thử thách 72 giờ lấy giờ này nha các bạn. Sẵn sàng chưa? Được rồi. Rồi vô. Đâu cho bốc đi em. Từng người lên nha. Từng người lên, từng người một lên. Anh lấy hết dũng khí, anh can đảm, anh đưa cái bản mạch con ra rồi. Nhưng mà các bạn thông cảm nha, mạch nó bị dị ứng. Vô, ai trước? Qua. Ai trước? Đó anh qua. Rồi, trước sau gì không vậy mà. Vô đi cưng. Làm cho con ngưng thấy đi. Mỗi bạn gì nữa? Hay là... Rồi nè. Chắc gì leo quá. Thôi, không là hình cái này. Cái gì đây? Đọc to lên cho mọi người nè. Ớt nè. Cà tím rip. Một trái cà tím nhập cho, đẳng cấp. Rồi, về chỗ em, đừng nhìn nữa. Tao tin tưởng mày mà mày làm hết tin tưởng rồi. Không có gì có thể thay đổi được đâu em à. Đi. Tiếp tục, người tiếp theo. Đây. Không sao. Gì? Chung đồ bánh luôn hả? Dạ đúng rồi, mỗi bạn có một món và ngon dở hên xui. À, ngon dở hên xui ha. Cà tím sẽ ăn những cái gì đây ta? Với ớt nè, hay như chào. À, cà tím ăn với cá trứng. Cá trứng. Cá trứng. Có thịt. Còn sống. Có trứng không có thịt. Thôi, còn sống đó, mừng đó. Rồi, tiếp theo. Lên em, rồi. Trời ơi, hết có ngon. Nhường đi. Đó, cái đồ này là sâu rồi. Anh nói nghe, ở đây là 5 món năm món chay với lại 5 món mạnh đúng không? Bốn món chay, 4 món mạnh. Mở ra. Kỳ vậy em. Kệ mày. Ớt chuông siêu to. Còn gì nữa đâu mà khóc với trầu. Ớt chuông nha các bạn. Ớt chuông. Tiếp tục, lên em. Làm lên nào. Chứ anh là sao không à. Ớt chuông à, đi với thịt bò đúng ngoài luôn nè.
mà không biết có được thịt bợ không? Khoai, khoai mẫu tử. Combo luôn á nào. Muốn combo. Combo này anh trai đi em, anh trai để lấy sức khỏe hơn ha. Đứng vào tay, đứng rồi, hai đứa tù xì đi. Tù xì đi, coi coi là ai bước trước à. Lên. Được. Làm đi con. Đúng hẻo luôn á. Thua sao thua được. Lên đi. Sao? Ngon. Làm đi con. Em xui tới vậy đúng không? Thành kia hoài luôn. Cá sa ba tiêu xanh. Wow. Chúc mừng em. Tiếp tục, tiếp tục, tiếp tục. Cá sa ba sẽ đi với cái gì đây? Anh đừng để tiêu luôn rồi chưa? Mày cùng với ta. Nè anh. Đừng nói lấy muốn thịt luôn bên kia anh. Gì vậy? À. Trời ơi ngon. Phi lê thịt đà điểu. Phi lê. Nửa ký phi lê thịt đà điểu nha các bạn. Quá dữ. Đồ này năng lượng sống lại con ơi. Thôi vô lấy luôn. Thật thật đây vô lấy luôn đi. Đây anh em. Đẹp đấy sao? Trời trời. Đâu rồi? Đó đây. Anh Phú nói có heo không? Bán mặn rồi, bán mặn rồi. Trời ơi, bốn còn, còn. Ê, có nước, có nước. Á, nước suối được, được, được. Ờ, nước suối ngon nha. Nước suối giá trị nha. Súng sườn non. Súng sườn non. Chúc mừng. Trời ơi. Nói nghe nè, đừng vội vui. Tại vì không có nước mà đồ ăn chất đạm với lại khô nhiều nó máu gì. Một cặp nước. Rồi, về vị trí chế biến đi mình nữa. Yeah. Rồi, đồ ăn đến rồi, đồ ăn đến rồi. Yeah. Đồ quá. Nhà ngáo. Em cá trứng rồi đúng rồi. Cá trứng hả? Trời ơi, cá trứng ngon lành nha. Chú em non quá. Wow. Có đạm rồi. Có rau củ quả luôn. Cà tím riệp nha các bạn. Tím còn riệp nữa chứ. Rồi, cảm giác. Để đây hơi dài nha. Này người ta gọi là cà giá dê. Rồi. Tiếp theo. Tới em nè anh Vũ. Cái gì? Đà điểu phi lê. Ta là phi lê đà điểu ba ơi. Đọc đọc ngừng nữa. Đâu cái này hả? Trời ơi trời, sao mà nó được cái miếng thịt đà điểu sao mà sung sướng thế nha. Trời ơi, thịt nó. Anh nguyên con đà điểu. Cái này là cái bắp đùi của nó đó. Anh Vũ. Ví dụ là em ăn cái này mà không có cà tím ăn chung chắc nó bị gút quá anh Vũ ơi. Thôi, đó là không biết. Chắc đồng ăn chưa nghiên cứu sâu đến mức độ đó. Rồi tiếp theo. Anh lấy xong anh về anh. Dạ, à, anh đứng đây làm rồi, gì? Cá sa ba tiêu xanh. Cá sa ba tiêu xanh. Cái đồ này ngon quá. Ờ, cái đồ này. Trời ơi. Có ai ao ước mà thèm thường không? Để anh cầm cho anh. Thấy làm dư quá rồi đó. Để anh cầm cho. Rồi tiếp theo. Thôi. Ok, đặt cái này quanh chồng nè, nước suối quanh chồng nè. Anh cầm cho em nè. Cầm lạnh tay nữa. Rồi, cho đây, hai chai nước suối nha các bạn. 400 xung sườn non. Ui. Wow. Có nước luôn, có làm luôn. Có nước luôn. Rồi, rồi tiếp theo. Rồi tiếp theo. Hai kia đi lên đây, hai đây, hai đây, đây. Khoai, khoai mẫu tử. Khoai mẫu tử. Sao sao tên khoai kỹ ta, khoai lang mà ta? Anh. Sao? Cho đứa con chứ đi. À. Ủa? Ủa chị, cái này em ghi đúng không? Em ghi. Chị quản lý nhà này cũng lây nhiễm lầy lội đây. Khoai mẫu tử các bạn. Mẹ và con, hai cụ to nhỏ. Thôi anh em ráng xem xẻ nhau anh ha. Thằng nào to thì anh cụ to, thằng nào nhỏ anh cụ nhỏ thôi. Rồi, về chỗ. À, trời ơi. Thiếu. Ớt gì bưng chưa hả? Ủa siêu to mà anh muốn. Siêu to. Anh xong cái này là chân cũng đi hỏi thăm được rồi. Hay cũng chà bá luôn các bạn. Đúng combo rồi. Đúng combo ha. Rồi. Cái chị biết. Chị biết còn cái này miễn phí nè. Ai đồ nướng cạnh cái này nè. Của em ăn luôn. Rồi, mang về đi. Làm gì? Cho cụ nướng này cho có mùi thịt hay gì. Làm gì về giùm tôi anh trai. Chú em non quá. Kệ nó mày. Nướng có củ khoai đào chi lỗ bự dưới thật. Làm cái gì cũng phải cho bài bản chứ anh. Em còn nướng hai cái đùi gà của em nữa. Ủa đùi gà ăn đâu? Nè, bằng cùng tay luôn nè. Trời, vậy cũng tưởng tượng được nữa. Vậy mới hay. Ê khoan quả. Gì? Ui, cọng lông nè. Sao cọng lông này nó quắn dữ ta. Ê, có hiện nào ông lông giò của ông nó gụm vô đây không vậy? Đậu lông giò tôi sao quắn giống vậy? Ê, nhìn thấy con lông này nó quắn lắm nha. Nó quắn gì mà lạ dữ ta. Thôi. Tính ra hôm nay đồ ăn của đội mình phong phú quá anh Ngân.
Mà thiếu nước anh Thành ơi. Trời, mình thiếu gì nước Ngân. Nước đâu ra? Anh nói giỡn mà. Rồi tao cũng thiếu nè. Hả? Thiếu gì? Thiếu ít nướng. Cho qua nướng ghé ơi. Sao không qua kia nướng qua đây? Vợ thích nướng bên đây được không? Nhưng mà tao không thích nè. Vợ anh muốn kêu qua đây đó. Muốn kêu qua kệ mày, qua kia nướng đi. Nhâm nướng đi, nướng chung cho vui. Nhưng mà tao không thích nè. Qua kia nướng đi. Nha, vô mày. Chuyện mày tự xử đi, liên quan gì tới tao đâu. Thôi thôi thôi, được rồi, nướng chung đi cho vui anh Thành. À. Có gì đâu mà. Đây, để anh làm cho. Ê, gì vậy? Gì? Đụng tay, đụng chạm nó vậy? Thì tao thích đụng á, rồi sao? Tôi nhét con có tím vô họng mày giờ tin không? À, bỏ. Dạ. Cái răng của mình nó nặng. Nướng đi. Nướng ké là mày giọng hay. Nướng ké mày hiểu không? Nhịn đi, không có sao đâu. Nè nào, cho anh cái đùi gà nè. Sao đùi gà hăng hăng sao ta? Thường thường cái đùi gà của người ta là nhiều chất đạm đúng không? Cái đùi gà này ăn vô là nhiều chất vitamin C luôn. Nướng đi. Để cho cục thịt đà điểu này ngon hơn, mình sẽ mang lại cho ổ kiến vàng nó cắn. Mang đi nướng thì ăn nó sẽ ngon hơn nha các bạn. Các bạn coi nè, cục thịt chiến dạng cắn quá trời rồi. Mà nó cũng cắn luôn thịt của mình rồi nha các bạn. Giờ mình sẽ mang đi nướng. Ôi. Gì vậy? Đang nướng cá. Thích nướng không? Chỗ tao mà làm gì vậy? Đang nướng cá giùm Ngân nè. Cá ngon mà. Thích nướng không? Chiến dạng cắn bây giờ. Về vô đi. Anh hy sinh vì em, anh đi kiếm ổ kiến vàng cho nó cắn lên cục thịt này, nướng cho nó ăn ngon hơn nè. Rồi nó cắn ngay tay anh luôn nè. Hồi đó giờ em chỉ nghe thịt bò nướng chiến vàng thôi đó, em chưa nghe thịt này nướng chiến vàng luôn á anh Thành. Nay có cưng rồi, anh phải làm cho nó bài bản tí. Ủa, hay dữ trời. Lạ dữ trời. Chiến vàng á là phải cho nó cắn vô thịt bò ăn mới ngon. Còn thịt đà điểu này á là anh phải cho mấy con cặp nông nè, cặp nia cắn vô rồi nó tiêm cái độc của nó vô á. Đó, rồi miếng thịt nó ngon. Rồi được nữa thì sưu tầm thêm miếng bò cạp nữa, chích vô miếng thịt á. Hòa quyện với nọc độc của rắn nó ăn mới ngon dữ nữa. Thôi không thấy thương anh Thành không mà ngon? Thương Thành không? Biết vậy nãy đưa con cặp nông cắn cái nữa nó đã lắm. Kệ ta anh Thành nổi ba một nước kìa. Nó nè, coi nè, nè bà coi đi. Wow, đáng đời. Ừ, đó, ừ. Chị đó. Chị đó hả Đặng? Chị đó anh Đặng. Wow, đồ của quà với lại Nguyên xong rồi đó hả? Ồ, thịt nướng của bộ ngon quá nha. Thịt nướng luôn bố ơi. Có riêng đồ này có nước thôi nha các bạn. Có vẻ như đồ này rất là may mắn vì có cả chất đạm và có cả nước. Khả năng sống qua ngày cao ha. Dư sức anh bố ơi. Thịt ngon thì chú mời. Cho cục được không? Vâng. Nói chứ mấy anh đang thử thách nữa các bạn. Bây giờ mình ăn sẽ không công bằng nha. Rồi mấy đứa ráng ăn hết chỗ đó. Biết đâu chiều này vô... Vô gì? Vô đồ chay là đuối, ăn vô nhiều chút nha. Bây giờ em chỉ cần nước thôi, nước là sống qua tất cả. Đừng có nước tiết kiệm để dành đi. Còn đâu bên này nước đâu? Có chứ anh Vũ. Có nước không? Có. Nước gì? Nè anh Vũ. Nè anh Vũ. Đâu? Coi nè. Kìa. Trong mấy cái trái ớt chuông này có nước nha các bạn. Đừng có đổ nữa, ráng ăn nhiều ớt chuông vô chữ nước. Còn không có nước là đầu hàng sớm đó. À, vitamin C, vitamin D gì đầy đủ hết Vũ ơi. Cái gì mà khoai mẫu tử gì mà y chang như là cục than vậy mày, hai anh hai. Vậy nó mới chín anh ngu. Nướng gì như cục than vậy? Nướng vậy mới chín. Ăn được không? Dạ được. Đợi bẻ nó coi có chín không, đưa mọi người coi coi. Em hả? Ồ, khá là ngon nha các bạn. Này. Vàng ươm luôn. Rồi ăn đi ha. Dạ. Đâu làm thằng cái cho mọi người coi luôn nè. Được thật. Ăn mấy ớt chuông đi. Ừ, quất cái chuông lấy nước đi, sáng giờ chưa có nước mà. Làm cái nóng nha. Wow, cho cảm nghĩ về cái món ăn ớt chuông gì đùi gà. Hồi nãy cứ nói đùi gà mà đúng không? Đùi gà. Sao đùi gà này sao? Đùi gà này sao? Ừ.
nghe ăn trái cây với anh bú chua chua ngọt ngọt. Đuôi gà mới chưa trái cây là sao? Rồi Hảo làm cái luôn đi Hảo. Có nước thì anh Hảo ơi. Ê, khoai lang. Để cặp khoai lang đúng rồi. Rồi anh khoai lang ha, anh khoai lang khát nước nè. Mời bạn nha. Sao? Khoai ngon lắm đúng không? Đúng khoai không? Khoai mẫu tự mà. Có mẹ có con luôn. Đúng. Anh mẹ là phải làm thêm miếng con nữa. Đúng, ăn ngon. Đúng. Rồi cặp miếng khoai luôn đi Hảo. Kìa cua cưng kìa, đùi gà kìa, cua cưng kìa. À đùi gà nha em. Cặp luôn đùi gà, thật mất công, thật nó bắt bẹ nữa, quất. Wow. Này ta vitamin A, vitamin C, vitamin B đầy đủ ha. Có cả tinh bột nữa. Ngon. Nhưng mà thiếu chất đạm xíu. Thôi ráng cố gắng nha cưng. Chiều anh em mình gỡ lại anh Hảo ơi. Ok. Gia đình bên này có bộ cũng có lý quá hả? Sung túc luôn á anh Phúc. Ô thịt đà điệu đồ các kiểu con đà điệu luôn. Có cá nữa nè. Ê, miếng thịt cô bộ ngon nha. Anh Phúc làm thử không Phúc? Không, không anh, không anh. Tại vì anh nữa, mấy đội kia dòm ngó kìa. Không được đâu. Mà để cho anh đi, ráng tự chữ bây giờ nè. Ráng chữ chất đạm nhiều vô. Còn nước thì mình tính sau, bên đội này không có nước rồi các bạn. Bên này anh khô quá, không phải là hồi đầu hàng sớm luôn á. Có chứ sao không anh Phúc? Nước đâu? Đấy, về đây. Nước gì? Thì mấy em sẽ tự tạo ra nước, tụi em uống luôn. Ừ. Sáng giờ cũng có uống nước đâu mà tạo được. Anh nghĩ là không có nước để tạo đâu. À. Qua đây các bạn. Cam quay sát vô đây coi cá nè. Ôi là trời nó ngon nè các bạn ơi, bốc khói luôn. Cái thịt đà điểu đó anh nó giống thịt gì ta? Giống cái thịt của con ấy anh không? Anh chưa? Dạ. Con lần anh không? Con lần anh nó giống thịt con ấy là con gì? Có con tên ấy nè. Là cái con ấy anh luôn. Con ấy là con gì? Là cái con ấy ấy á. Mày rảnh quá, anh đi. Dạ. Đây ấy là con gì? Con chim, con cò, con gà hay gì đó con ấy ấy. Còn đội nhà khá giả này cũng có vẻ thiếu nước nha. Ừ nghe, đội mình không có nước giờ sao? Nè, cà tím nước không nè, đây banh ra cho. Ừ, đúng rồi. Tin ra cà tím này có nước nha các bạn. Ê, banh từ từ, mày chừng chảy hết nước mày. Tình dục đi nhiều, tình dục đi cưng. Ê, ăn luôn đi, ăn đi, hồi nó cũng quá nước đó. Anh có câu chân thành khuyên hai đứa nè. Sao Phúc? Anh góp ý xíu thôi, mấy đứa bỏ muối nhiều anh, kiểu này hồi khát nước, dịu dàng chịu không nổi đâu. Muốn dưỡng nước thì anh ít muối lại. Còn à, chịu khó anh là lạt xíu hiểu không? Nãy giờ tụi em ăn nhiều lắm luôn, giờ anh mới nói. Cái bụng luôn. Cái đó thì hơi trễ xíu nhưng mà thôi rút kinh nghiệm cho những lần sau. Chấm cặp luôn đi. Lẹ đi lẹ đi, có nước đó. Ê trái cà tím này ngon nha. Còn rắc muối nữa, đã nói né muối rồi còn rắc muối vô. Lỡ rồi, chơi luôn đi Đặng ơi. Trời nút gì dữ á? Trời nút gì mà chục cái gì vậy? À, còn nãy banh thôi anh đi nha. Thấy cái này anh chạy nước miếng luôn các bạn, ngon không? Dạ ngon. Ngon anh hết cả đám cá trứng đi lấy trên đạm nha. Dạ. Biết đâu chiều nay vô đồ chay toàn thực vật không là đuối à. Ăn đi. Rồi anh đi nha. Ngân thử miếng thịt Ngân. Sao dạo này tôi thấy anh Thành lo lắng cho Ngân chứ ta. Không được rồi Đặng ơi. Ê mấy anh em có ai rảnh không? Chơi fillet xíu đi. Thích thì chơi mày. Dạ chơi fillet không? Chơi fillet không? Chơi. Bú miếng kia nữa. Thành. Đây. Chơi fillet không? Tao với Ngân đang làm một chuyện rồi. Gì mày? Bánh tuột xì. Qua đây bánh tuột xì với tao nè. Chơi chơi mày. Fillet đó mọi. Chơi. Ok vô. Ai trước đi? Vậy tao trước cho. Nè em nghe nha. Ừ. Sao dạo này số tao nó sao sao vậy? Mua vé số mà trúng độc đắc liên tục không à. Giết mà người ta chở tiền lại nhà bao bao gì nè, giết mà cái bồn đựng lúa trong nhà tao á tròn toàn chất tiền không à. Ghê ghê. Tại nào kìa, tụi mày cũng đi. Tụi tao luôn. Trời vô thật. Tao thì không biết làm sao nữa. Kế bên nhà tao có một cái miếng đất á, tụi bay cũng biết rồi. Mà mỗi ngày nào cũng vậy. Mấy cô với mấy chú bán vàng cứ lại nhà tao trả giá cái miếng đất mấy ngàn tỷ không à. Giờ tao không biết bán cho ai luôn. Khổ quá. Tới nào kìa. Tụi tao luôn đi.
À thôi thật, hồi nãy mày nói mấy cô mấy chú lại mua đất nhà mày hả? Đúng rồi. Biết ai không? Ai? Nhân viên nhà tao đó. Trời trời, tao phát tiền á đi mua mấy miếng đất mấy ngàn tỷ không à, chứ không mua miếng đất mấy trăm triệu, hiểu không? Được. Dạ. Lần tiếp theo đâu? Rồi ba anh em thì giàu rồi, tôi thì nghèo nhất nè. Có túp liều chanh, hai quả tim vàng, có ngân nè, tối thì buồn hủ hỉ gì thôi, có sao đâu. Gì mày? Tới tao luôn. Tao không có gì nhiều đó. Tao có phóng lợn nè, ba tiếp nè, rồi cẩu đầu đau nè. Thằng nào láo láo khi khẽ tao là tao chơi nè. Xong á là tao chặn tặng thằng đó cái hòm vàng 4 số 9 luôn. Có xe gồng chở đi tới chỗ đi luôn. Đó, tới nào đi. Rồi, nhà mấy cưng giàu quá trời giàu luôn á. Rồi, chắc anh về làm ruộng quá, mấy cưng đây filet đi. Gì á? Thì tôi biết rồi, ruộng nhà anh á, mỗi lần mà đi ra cày ha là phải một mấy trăm chiếc máy cày nữa. Ra cày mới hết trăm ruộng anh á. Được. Trời ơi. Tới ai kìa? Rồi, tới tôi chờ. Có luôn. Sao không có? Nói chứ nhà tôi khổ lắm. Tôi không thích ở nhà miếng nào luôn á. Tại vì á, ở nhà ngày nào mẹ cũng bắt đếm tiền á, đếm cái mỗi cái tay chạm thu phí nhà tôi kìa. Ngày nào cũng kiếm được cái ngàn tỷ mà tôi kêu mẹ là lấy máy đếm tiền đếm đi, mẹ không có chịu, mẹ sợ sai, mẹ kêu là đếm bằng miệng. Còn xe á, mấy chiếc Rolls Royce đồ đó chạy chưa nóng đít nữa là nó hết xăng rồi, cha bán luôn, cha mua chiếc mới chạy luôn chứ chạy mấy chiếc đó làm chi. Đó giờ tôi chưa biết cây xăng ra làm sao luôn á. Còn hơn tao đó trời. Nhà nghèo lắm. Tao bằng ngon kìa. Thì nói thiệt chứ tôi thì tôi không có gì nhiều đâu. Có anh chứ gì. Đúng không? Sạch xịn đồ. Đúng không? sạch xịn đồ. Đúng không? Gì mày? Gì? Sáng mày quýnh tao chưa tính sổ mày đó. Hồi nãy giờ mày khịa tao hơi nhiều rồi nha. Tao khịa mày cái gì? Mày ra đây. Ê A few moments later. Rồi xong chưa? Hả? Làm gì ạ? Ủa đi mày muốn hỏi cứu em. Mày đứng dậy. Đứng dậy. Dạ. Quay mông vào đây. Nè mày về liều ơi. Nghe chơi, chở hoài. Được. Nhỡn. Kêu ra đây cấm dậy là quấn lộn. Tao có quấn anh không? Hả? Không quấn lộn mà đè nhau đấm hình hệt gì? Tụi em tập võ xin chuẩn bị thi đấu không ạ? Rồi lên đây biểu. Xếp thành một hàng ngang nhanh. Đúng rồi. Đứng mà nằm đó. Chị kia lên đây. Ủa tới giờ bốc đồ hầm đồ ăn luôn. Có đồ ăn em ơi, tụi xuống. Ăn không? Muốn ăn không? Ăn cây á. Lý do tại sao quýnh lộn? Ngày quýnh em nè anh Phu. Ngậu quýnh em anh Phu. Thì cuối cùng thế nào? Cái gì nhà nữa? What? Gì nữa? Nó anh Phu nó bài đầu á. Nó anh Phu thằng này à. What? Có không? Anh Hảo anh Phu. Hảo lớn nhất nè, Hảo bài. Quá. Ôi thằng Hòa nè. Thằng Hòa ơi. Thằng Hòa chứ đâu. Ở cao này anh Phu. Anh Phu không ra coi anh em mình phi lét nên mình mới đánh lộn. Đúng rồi đó. Tại anh gì? Tôi nói gì? Hả? Tại anh ra sớm quá, mấy em phi lét chưa kịp. Phi lét gì? Hả? Ủa gì quá, mấy... rảnh rỗi quá, filet rồi bắt đầu khi nhau rồi quá luôn đúng không? Mỗi mũ hoài cái chuyện muốn nặng. Ê, ẩu rồi đó. Qua qua đây qua. Có rồi tu. Muốn bận luôn. Nhã. Nãy nhã đây đồng đội nó bị quên không? Đưa đất ra. Ôi, đồng đội em bị một giọt. Cái gì? Ê, cho nó mày ẩu á. Để gì? Không gì đúng rồi. Không gì. Mụn nhọt hả? Ê, cái đó ẩu nha tu. Chỗ nào? Chị bên nào? Bên đây bên đó thì quánh bên này về chỗ rồi mấy đứa kia không mấy đứa kia lại đây một đứa hết đất 10 cái
tốc độ. Em con gái cho anh luôn. Con gái hết luôn, không có gái nam nữ dưới chân. Vi phạm là phải dính hết. Mời gái. Cái đất thật một ghét. Em hết cái gì, em lại đây. Em con gái em lại đây. Em lại đây. Em đủ rồi anh vô. Hết cái gì vậy? Nãy không có phi lét em hết 5 cái. Không phi lét là sao? Là em chưa kịp nói nữa, mấy này vào vô quýnh lộn rồi. Có không? Bỏ thằng hô. Về chỗ. Quá trời anh chị ha. Đi ra coi. Trời ơi. Từ cao mưa đây cho người ta làm dưới đây tự nhiên đem nó chả nó cái gì hết trời nó trời. Có cái nóc nhà rồi không lớn cái trên nóc nhà nó mưa sao trời. Giờ này mưa gió gì trời nắng muốn chết luôn nè. Để dưới đây nằm ngủ. Trời sắp bị chuyển mưa rồi kìa. Chuyện đâu mà suốt. Bà chứ ai. Mày nhắm mày không lo được cho con gái người ta thì đây để tao lo cho. Chứ mắc mới gì mà chửi con gái tao hoài mày. Mày đâu qua đây nữa mày. Tao thấy bất bình tao qua đây tao nói thôi. Chuyện nhà người ta rồi mày qua đây chi. Tao nhiều chuyện không được gì. Không. Từng ngày từng đội quả không được về rồi anh. Thành nói đúng rồi đó. Có gì ấy, qua đội Thành. Còn Ngân á qua đội tôi. Nhã hay đội quà. Mày đâu nữa. Tao thấy mày nói đúng mà nên tao binh mày thôi. Không có vụ đó đâu con. Hàng quen nó đủ chưa? Sao nó? Về bển chứ làm gì? Bên liền tao qua hoài. Thôi vậy. Lẹ. Tao vậy lo cho Ngân cũng được. Không lo làm lèo đi. Bà lo đông ở dưới đi. Các đội của chúng ta có vẻ như đang thiếu nước trầm trọng rồi các bạn. Sao? Khát nước gì chưa? Thấy gì không? Có nước. Sự cool nha các bạn. Nhưng mà khoan. Bên này khô gốc luôn rồi. Sao này có nước mà? Cái trái cà tím gì đó có nước mà sao kỳ hả? Em tưởng nó ăn vô thì đỡ khát, về ăn vô khát hơn nữa. Ăn vô khát hơn nữa hả? Không đủ nước. Mà không ăn thì cũng không được, không ăn thì đói, đúng không? Dạ. Ừ, nằm đó chờ đi. Bên này thành con cá khô luôn rồi. Đâu ơi, sao em? Cho mọi người biết tình hình hiện tại của em đi. Khát nước cũng vui. Khát nước à, có nước nè, uống không? Đâu được, từ từ, tí mới đưa. Ây da. Rồi bên này sao? Nhóc cái chỗ mát mẹ không văng, văng cái vọng ngay đây. Dạ hồi sáng mát cái lắm luôn, giờ nắng. Nắng tìm chỗ khác văng. Bên này có vẻ sung sướng nha, đang thưởng thức từng ngụm nước các bạn. Không mấy mình chia sẻ cho các đội khác được không? Có anh Phú, công bằng nên Phú ơi. Kìa phải công bằng đúng không? Đúng rồi. Ai chà, sao bên đội này có muốn lấy thêm cái gì đó không? Có nước đây, có cần lấy sữa nữa không? Cần chứ anh Phú. Rồi. Bốn đội tập hợp ra đây, ráng cố gắng gồng mình lấy đồ ăn thức uống, lấy sữa về, tẩm bộ vừa có năng lượng, vừa có nước nè. Sao? Lấy không? Lấy! Mạnh mẽ lên! Yếu quá gì? Lấy! Mới có ngày đầu tiên mà yếu quá. Bây giờ ở đây chúng ta có ba đội có vẻ như đang rất cần nước các bạn. Đó là đội của Thành Lát, Đẳng Cấp và đội của Thật Ghẻ. Riêng đội Hòa Thượng thì tới thời điểm này anh nghĩ chắc cũng vẫn đang là ổn định, tại vì có hai chén nước suối các bạn. Với lại hồi sáng cũng có thịt thà rồi đúng không? Dạ. Có đói lắm không? Hơi hơi hả? Chắc cũng không đói lắm đúng không? Bình thường thôi. Tính ra ăn nhiều đó thịt cũng no chứ. Đúng rồi. Ừ. Còn mấy bên này thì no nê căng say luôn. Có điều là thiếu nước. Mới giấc xong vậy cái khát nước cũng chết luôn. Nằm nắng. Hả? No căng say luôn. Đây mới bước giấc xong. Rồi. Bốn đội của chúng ta bây giờ sẽ thi thố với nhau để lấy hai hộp sữa cool này về uống. Ok. Dạ. Ok. Năng lượng của hai hộp sữa cua này cũng khá là tốt đó, khá là nhiều, chất dinh dưỡng thì cũng đầy đủ luôn. Nghe nè. Bây giờ hãy làm theo cái thử thách anh đặt ra, đội nào thực hiện thử thách tốt nhất thì đội đó sẽ lấy về trước cho mình một hộp sữa. Ở đây chúng ta sẽ có hai thử thách để lấy về cho đội mình hai hộp sữa. Ok. Ok. Uống chia sẻ nhau ha. Dạ. Cái này là nói chung là bổ sung thôi nha các bạn, chứ trong cái thử thách của mình không đưa ra. Nhưng mà thôi thấy mấy em đã khát nước quá, để cho vượt qua được thêm một thời gian nữa thì bây giờ mình sẽ bổ sung cho mấy em bằng cách cho mấy em uống sữa cool nha. Bốn đội riêng biệt chưa? Đừng né nhau ra, mất công va chạm nè. Ai có va chạm là hiểu. Có va chạm đó. Bây giờ chúng ta sẽ thực hiện thử thách nhanh. Ai và đội nào nhanh nhất thì đội đó sẽ lấy về hộp sữa đầu tiên cho đội mình. Ok? Ok. Chuẩn bị nghe kết thúc cái câu hỏi của anh và thực hiện đúng thì mới được nhận nha. Và cái thử thách đầu tiên mà anh đặt ra cho mấy đứa đó chính là đội nào hái được 10 lá mang đây cho anh trước thì đó là thắng cuộc. 10 lá. 10 lá. Ê,
Rồi. Rồi. Dần. Rồi. Dần. Đếm đi. Đúng 10 lá, ai dư 10 lá cũng không được. Xong chưa? Rồi, dần ghẹ đi trước, ghẹ đi trước. Chết bà gót rồi. Dần. Né ra. Ghẹ tới trước nha các bạn. Ghẹ rất khéo, ghẹ đếm từng lá. Còn mấy bạn kia đưa nguyên nhánh, nó dư một nồi luôn các bạn. Đếm cho mọi người coi, đếm đủ chưa? Đếm đi. Một lá hả? Ừ, tính luôn, lá của bắp đây. Hai lá, ba lá, thiếu tôi cười. Năm, sáu, bảy, tám, chín, mười, mười một. Ai, mười lá, nè. Đâu, dần. Rồi. Ủa sao ít nhất ta? Đếm đi. Hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám, chín, mười. Xin chúc mừng Hòa Thương. Hòa Thương vừa đủ 10 lá cây trên tay nha các bạn. Xin chúc mừng Hòa Thương. Yeah. Rồi, hồn hồn sự của anh dành cho tụi em. Trời ơi, trời, ghẻ dư một lá nha các bạn. Tụi mấy đội kia làm gì vậy? Nhà. Đâu về đâu nú. Nhét lá cây lại dữ kìa. Rồi, ghẻ hơi tiếc, đội của ghẻ hơi tiếc. Trời ơi, đội đang có nước mà người ta còn thêm có nước nữa trời. Rồi, thử thách tiếp theo, lùi về mấy anh chị, lùi về. Thử thách tiếp theo của anh Phú đặt ra đó chính là muốn thử thách khó hay dễ đây? Khó đúng không? Dễ quá. Bây giờ, nhờ 6 đội ngũ của ekip đánh giá cùng chấm điểm với anh Phú nha. Ở đây chúng ta đang có 6 người ekip phía sau và cùng chấm điểm xem đội nào thực hiện cái thử thách này hay nhất và tốt nhất thì đội đó sẽ nhận về hộp sữa này nha các bạn. Hộp sữa này trong thời điểm này rất quan trọng nha. Nó có thể kéo dài thời gian cắm trại của mấy đứa lên đó. Hai người của đội mình hãy cùng nhau nắm tay nhảy một điệu nhảy. Lâm ba đa. Nhịp điệu cha cha cha. Các ai nhảy đẹp nha các bạn. Chú ý nha, 6 người của ekip. Nhảy gì loạn xạ luôn ta. Nhảy cái điệu nhảy gì ta. Ê, nhảy né ra. Ừ. Cũng lại. Ủa, điệu nhảy nó mới ra gì kìa. Né ra, hai người này nhảy. Ủa, kia nhảy dữ á. Được á. Ồ. Ghê. Rồi, dừng. Và bây giờ bắt đầu chúng ta sẽ có những lá phiếu và những lời chấm điểm. Ai bầu chọn cho đội của Hòa Thượng? Mời các khán giả phía sau giơ tay. Khán giả giơ tay đi. Anh chấm điểm công bằng, các bạn yên tâm đi. Một người. Có một người thôi các bạn. Và đội này một điểm. Đội tiếp theo đó là đội của Thạch Ghẻ và Thằng Hán. Em không. Một người. Một người chấm đây. Cũng có một điểm thôi các bạn. Rồi. Đội tiếp theo đó là đội của Nhã và Đẳng Cấp. Có bao nhiêu người chấm điểm cho đội Nhã và Đẳng Cấp? Một, hai, ba. Wow. Ba người chấm đây các bạn. Ba điểm dành cho đội của Đẳng Cấp nha. Rồi, còn hai người còn lại. Đó là Thành Nguyên. Bao nhiêu người giơ tay? Thành Ngân chết luôn. Thành Ngân, sorry. Một, hai. Anh Phú tính luôn nha. Anh Phú thấy đội này nhảy đẹp nè. Mà có hai người à. Vâng, và đội lấy hộp sữa cool tiếp theo đó chính là đội của Đẳng Cấp và Nhã Ngáo. Trong cái thời điểm này phải nói là cực kỳ cần nước và chất dinh dưỡng. Rồi, xin chia buồn cùng hai đội còn lại về em. Trời ơi, cay thế nha. Này, hộp sữa này nhảy cố lên Thành, trời ơi. Xin lỗi chú à, chú có một bình sữa, ở đây anh tới hai bình lận. Nói vậy là tự hiểu đi, về ngon. Hai bình sữa gì anh Thành? Kệ đi. Anh chị muốn ké được không Thành? Cũng được. Ủa? Gì vậy? Tao uống sữa ké, mày uống này đi. Tao uống bình, anh Thành bình, hai thằng uống luôn. Bà uống sữa không bà Nguyên? Uống chứ, uống để bổ sung năng lượng chứ. Nè, thì bà uống chú đi. Thiệt hả, nhường không? Nhường á, uống chú đi. Nè, uống đi. Để đây. Uống mỗi người một ngụm. Chưa được ngụm luôn, ta mới nhắm môi luôn á.
Sữa bên đây ngon quá Thành ơi Thành. Trời ơi trời, sữa bên đây ngon quá. Ê Đắng, hay là mày uống sữa này đi. Tao ảnh tao uống sữa ảnh cho. Thôi mày đừng uống sữa bên bệnh. Trời ơi bệnh ngon à, béo kìa. Anh Thành còn sữa không? Đẹp anh Nhã ơi, phụ tao. Ui không hết luôn kìa. Thôi nói chứ để tao nấu một miếng này luôn rồi bệnh. Uống cái kia cho có vị nữa. Ngỏ đi, uống đi. Thằng mày sao đi tới đây thấy lạnh xuống lưng như mày? Lạnh cái gì? Trời nắng con cũng bể cái đầu đi. Ê không mấy đi gà đi nhỉ ơi. Cái gì? Đi gà đi mày ơi. Mang nè, phụ tao nào đi. Mày nhìn kìa. Nhá. Kìa. Sao mày? Ủa sao đây màu má không mày? Ê, có chừng tao mày vô trúng cái khu mà người ta ấy rồi đó. Thôi đi ra đi mày ơi. Sao đâu? Ủa tự phủ đầu cái bùa cam nè. Thôi thôi thôi, giờ này đào gì nữa. Mày nhìn kìa. Người đâu? Thôi ghê quá rồi, tao đi trước à. Ui. Mày ở lại đi. Đi nhanh lên. Lỡ có chuyện gì sao mày? Hai anh điên kia đi bắt quả cạp vậy. Nãy giờ mấy mình đi bắt quả cạp thấy này nè vậy. Cái này cái gì anh em? Anh nhìn nó giống trái đồ kỳ chứ không em? Nhìn như cây hạt dẻ vậy. Gì vậy mày? Đoạn đi mà làm gì chạy? Ê, để tao đi kế ngân cho. Ê, trái kìa. Nè, phải có cái hộp nè. Cái này anh cũng thấy. Đâu? À, được lắm. Thôi ngon. Trái này nữa nè. Ừ, trái đỏ gì mấy. Thôi Thanh, 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 Thanh. Ủa gì nè, trong đây có hộp gì, cái gì vàng vàng như cái tóc nè. Gì? Gì không? Ừ, nghe ăn mình mày uống đi. Ủa lấy hộp nó chuyển nguyên. Lấy hộp nó về chồng thử ngon. Chồng hả? Hả? Đi ra mày. Làm gì vậy? Mày đi ra. Mày đi ra, ừ, tao mày. Mày đi ra nhanh. Đường của tao mày. Mày đi ra đi. Hai người đó tôi. Nãy giờ hoài luôn á. Ơi, có trái gì to trên đầu luôn kìa. Đó. Ngân từ từ nghe Ngân, coi chừng gai á nha Ngân. Nè Ngân. Gai, 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 gai. Ừ, rồi, cảm ơn nha. Ai đưa mày, tao đưa Ngân mà. Cầm đồng hoàng nha, nhìn đất á. Này láo ta. Nào, trái mượn đây nào. Mượn gì? Cái trái này cái gì đây nào? Trái, trái xương rồng. Thằng thử đây nào. Ờ. Vậy hỏi anh Phú cái này. Ôi, đừng ăn nha bà. Không. Em hỏi coi nó có mùi gì. Ăn cái một là tăng sức luôn á. Nó hôi hôi. Rất rồi. Ê thật, sao cứ ngồi dậy vận động gì đi, nằm hoài mệt đó. Vận động gì mà nổi nữa mày vận động anh Thảo ơi. Mà anh thắc mắc sao sáng giờ sao cưng đi vệ sinh hết hả? Anh nghĩ coi, sáng giờ em có uống miếng nước nào đâu mà đi vệ sinh. Người em giờ còn khô hơn cây xương rồng luôn rồi nè. Nhắm mỏng không đó? Trời ơi, anh để em nghỉ chút xíu đi, em có nước là em vận động cho anh coi. Thôi, vậy nằm đó đi, anh đi vòng vòng lẹ. Mà ông trời. Đắng. Gì hả? Không lo vô chuẩn bị bốc đồ ăn kìa, mày làm gì ngoài này hả? Nãy tao thấy con gì chạy qua đây nè, mất tiêu rồi. Con gì ba? Tao không biết nữa. Ba. Coi chừng nó dưới đó đó. Đang kiếm nè. Tôi dẫn đạn. Tôi dẫn đạn. Tôi dẫn đạn. Tôi dẫn đạn. Gì vậy? Trời ơi. Con gì nịch cũng sợ đó ba. Chơi chiếc hùng. Đi vô ba, chuẩn bị ra. Coi bộ xung quanh đây quang sơ u ám quá mày. Mà mày nhắc tao mới nhớ. Hồi nãy tao với Nhã đi bắt bộ cạp. Đi vô sâu trong kia kìa, biết gặp cái gì không? Gặp gì? Nguyên một cái nghĩa địa luôn. Ghê vậy mày. Nãy tao với Nhã không đi ha. Đi vô trong kia là. Mày kéo nhanh em. Trời ơi. Đỡ. Gì vậy?
báo luôn mà. Chỗ mấy anh tao đang ngồi yên lành lên kia. Lên cái vậy? Con cái hả? Ê, cái cây nó gãy rồi còn lên nữa. Thiệt chứ, đang tâm sự vui mà thấy Thành loại hết vui luôn. Vô mẹ. Sao không? Thôi vui. Thiệt luôn chứ. Ôi, giờ hai anh em mình lại cho mấy em bốc thăm nha. Chiều mấy em đói rồi nha các bạn. Thời gian cũng đã vượt qua là 11 tiếng đồng hồ rồi các bạn. Mấy đứa tập hợp nè. Tập hợp bốc thăm lấy đồ ăn nè. Đói rồi đúng không? Tập hợp lại, tập hợp lại. Nghe anh cái nhanh quá ha. Thấy mệt vờ mệt mỏi quá mà sao kỳ vậy? Ngu. Anh bổ sung gì? Chiều nay có nước không? Chiều nay có nước không mà chịu quanh da? Rồi. Rồi. Gì vậy? Không có nước, không nước hả? Không có nước không chị? Không. Bên Thành có sữa mà sợ vậy? Không, chị trả lời rất là tỉnh. Không. Không có. Ở đâu có mày? Có nước có thịt rồi tụi bay làm cái mấy này. Đúng rồi. Có nước có thịt làm cái này. Làm sao để mình vượt qua được mấy hay chứ đúng không? Kéo đợi em. Mà anh hỏi thì không có nước thiệt hả anh? Dạ không. Vậy đôi cưng có nước là hợp lý rồi đó. Em cái này là hợp lý quá. Em nghi nhân quá. Hả? Có được mua nước không? Họ không có mua miết gì trên á. Kệ, có đồ ăn à. Ai vượt qua được mới hay, ai vượt qua được mới hay đúng không ạ? Quà sức chịu đựng tốt mà còn có nước chỗ này ai chơi lại quà. Quà chừng nào đi tiểu kêu tụi tao tiếp. Chị ạ? Rồi, bốc thăm đi. Rồi nào trước, sáng rồi em bốc chót. Rồi, bốc chót thì bốc trước đi. Thôi giờ bốc xanh kẹ nha. Dạ. Bốc xanh kẹ đi. Bốc trước đi, quà đi quà. Bốc trước đi, thường thường bà dành lắm mà. Tâm cũng dành nó trời. Vậy thôi. Cái này người ta nhường, cái này người ta nhường cưng. Kêu bóc nhường à, mọi người thôi. Vô, cái gì đây? Gì đây? Dòm. Quả khóm chưa đẹp. Một quả khóm nha các bạn. Cần đâu, em đâu cần đẹp đâu. Có nước rồi, có nước. Chị Ngân về. Có nước, khóm có nước. Không có nước. Lấy em đừng. Không có nước. Ôi, ngon nha, ngon nha. Cái này có nước là ổn định rồi nè. Tao mày thật. Lẽ ra cái này nên dành cho khác, đội khác sẽ ok hơn đội này. Cầm đi. Em gom hết nước trong nhà luôn rồi. Tiếp theo. Em. Cái gì đây? Giỡm, 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 bèo, bèo, giỡm, 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 hoa chuối. Ủa, con múa gì hả? Hoa chuối là gì? Là bông nó, bắp chuối. Bắp chuối hả? Ê, bắp chuối có nước nha, bên trong mấy bắp chuối có nước nha. Trời ơi, cứu tôi, cứu tôi. À, sáng giờ nó ăn khổ nhiều lắm rồi luôn. Đợi. Đợi của em sáng giờ là ăn chay không? Chứ không được ăn mặn rồi. Là số chung ta này. Là số đó là ăn chay không vậy ta? Anh đạm cơ thể. Đợi em luôn. Đẹp ghê, bốc thịt nhìn đâu. Dạ ơi, đừng cười. Tiếp tục. Ghen bốc. Dạ ơi, ớt, ớt. Cái gì đây? Ớt. Cái gì đây? Ớt gì hoài? Ôi ngon. Mực trứng. Có mực trứng luôn. Giờ cái quan trọng ở đây là nước uống kìa, các bạn có nước kìa. Không, đồ ăn cũng được nha. Đồ ăn rồi, sáng em bốc chứ, giờ em bốc chứ. Nhìn khách được mà đúng không? Đúng, đúng, đúng. Được 3 ngày mà người ta nói nhìn khách 3 ngày không sao. Đúng. Cái gì có thể giờ là kỳ bí đây. 500g cánh gà. Wow, quá ngon. 500g cánh gà quá tuyệt vời. Cánh gà mà không vui không nổi. Cần nước. Có nước đâu cần. Không có nước. Lớn đi. Tiếp theo. Hết. Đường. Gà quá nữa cho hết. Giỡn, 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 giỡn. Xong rồi. Ướt. Đi đây. Chú nhỏ này anh em. Giật cái hết hồn luôn nè. Có trái cây ăn, có thịt ăn lên sướng với trời. Ờ, quá đã. Tính ra đồ này may mắn không? Vậy là không? Quá may mắn. Quá may mắn, tiếp theo đi em. Bước lên. Gào cụ, gào cụ, gào cụ, gào cụ, gào cụ. Sai chúa nè. Rồi xong, đồ này có nguy cơ lắm nha các bạn. Con nước, chuối, con nước trộn với xoài mà con xoài chú lè nữa. Quá luôn, làm gỏi ăn luôn. Ủa, vậy cứ mua trái xoài chắc chua lắm nè, đúng không? Đúng rồi, em phải lựa trái là chua nhất. Rồi, đuối rồi. Đuối rồi. Đúng là ăn chay luôn. Con không thì cho ăn muối mà. Tiếp tục, tiếp tục, tiếp tục đi em. Kiểu này anh Thảo làm gỏi xoài luôn. Thẳng ơi. Làm gỏi luôn đi em ơi. Hay cười đi nè. Cái gì đây? Cười nè. Ngon. Ngon. Cười. Bánh khô rắp. Kẹo khô rang. Bánh khô rắp còn kẹo khô rang nữa. Anh sợ cái này chứ. Rồi. Bánh khô rốc, kẹo khô rang này, ok. Anh nói mà còn quất thêm cái này. Quất thêm cái này nè, khai về khác luôn. Em. Còn người cuối cùng đúng không? Ngân. Ai, nhả nữa.
Nhà có vô. Rồi. Không phải lấy đi em, còn có đâm cuối của em á. Cái gì đây? Trời ơi, cá mới nhú là sao? Là cú mê nhá. Cá mới nhú tí giận biết. Trời ơi. Đó rồi chị qua chị Quỳnh Gia mang đồ ăn ra đi coi cái món gì mà lạ lùng người ta. Cá mới nhú. Rồi mang ra nè, cầm đi. Có đồ dầu biết, biết cá gì không mà vui. Cá mới nhú là cái gì trời? Sao quá thật là mừng này. Đồ ăn đâu? Đồ ăn đến rồi. Đây đây. Bây giờ nè, từng người lên lãnh nha. Rồi cho anh Thảo đi. Đầu tiên là trái xoài chua lét. Chắc cái này quá. Ô là trời bự dữ hả anh? Tặng hũ muối luôn anh Phúc. Rồi tặng cái hũ muối này nè. Cảm ơn luôn, cảm ơn chị Phúc luôn. Ôi trời, nó bự quá, nó bự, nó to bằng cái mặt của Hảo luôn các bạn nè. Nó bự ghê không? Sao bằng sao phá nhà em? Rồi tới nghẹ luôn đi, nghẹ lấy cái gì ta? Bắp chuối đúng không? Hồ bắp chuối bên trong. Hoa chuối. Hả? Hoa chuối nè. Hoa chuối là bắp chuối đó. Sao héo vậy anh Vương? Héo đồ héo. Anh muốn nó ăn sao cưng? Anh không luôn hả? Anh thống được mà đúng không? Tao bóp gọi được mà đúng không? Đúng rồi. Bóp gọi với xoài đánh phố. Tính ra gọi xoài bắp chuối ngon luôn nha. Đúng rồi. Tiếp theo. Quả khóm siêu đẹp. Quả khóm siêu đẹp. Đây có một quả khóm siêu đẹp luôn. Dành cho em. Cái này có gì quýnh thằng quà được nè. Tiếp theo. 200g thanh lương bò. Thanh lương bò hả? Bò. Cái quả này nè. Đây đây. Trời ơi, miếng bò ơi, được xịn sò. Miếng bò quá xịn sò. Về chỗ em. Tiếp theo. Người tiếp theo là ai? Đặng, lấy dưới Đặng. Ờ ngực. Bánh khô róc. Cái này hả? Bánh nào? Bánh đó nè. Hai bánh luôn hả? Bánh với là kẹo nè, kẹo. Kẹo khô rang, bánh khô róc với kẹo khô rang. Trời ơi, combo hai món luôn, ngon luôn trời. Không có nước mà ăn mấy cái này vô. Cười. Tiếp theo. Cái gì đây? Mực trứng đúng không? Dạ. Wow. Trời ơi, mực trứng nè. Sẽ là cá trứng và mực trứng nữa. Nó phải nằm ở cái tầm. Chắc. Đúng rồi. Rồi. Hai cuối này chắc của em luôn á. Cánh gà. Em vô. Ồ, cánh gà nè trời. Ôi. Quá đã. Tiếp theo em. Cá mới nhú. Cá mới nhú đâu? Ủa sao gọi là cá mới nhú à chị Quỳnh Gia? Dạ nó mới đẻ nè anh Phúc. Mới đẻ hả? Dạ nó mới đẻ, người ta phơi khô đó. Ngon nhỏ quá sao nhú. Cá này sao nướng ta bỏ lên bim bim kéo nó lọt xuống. Đúng kiểu cá mới nhú luôn, nó nhỏ xíu rồi các bạn. Một ổ cá khủng luôn anh Phúc ơi. Cá cơm. Cá khủng luôn rồi. Cá cơm mà chị biết là cá mới nhú rồi. Vậy thắc mình thắc mắc con cá này bộ nó ở đâu mới ra hay sao? Rồi đi chế biến đi. Rồi bác về chế biến đi mấy đó. Đây. Em tưởng cá nó bự lắm. Ai ngờ. Ôi ơi quá trời bự rồi còn nó gì nữa. Nó còn nhỏ hơn ngón tay út của em. Mình lướt qua đời nhau. Để làm nhau đâu. Để làm nhau khóc. Gặp nhau cày bắp chuối. Cái chuối này ăn sao trời. Mấy cái ăn trái xài thật. Thôi anh ăn đi, xài chua lè ăn gì? Thôi vậy anh ăn à. Cái số mình chưa đủ héo hay gì mà chị Ngân còn đưa cái bắp chuối héo nữa trời. Bờ bếp nhá. Rồi. Rồi sao mắc cái mớ gì mà mày qua đây nấu chung đội tao hoài hả? Ủa qua đâu? Liệu tao đây mà, qua đâu? Rồi sao mắc mớ gì mà ngồi chung với Ngân hoài hả? Có đâu, với Ngân ngồi kế bên tao mà. Ngân qua đây ngồi em. Thôi anh qua đây ngồi đi. Qua đây mày. Vậy trả chỗ tao. Chúng phải qua kia hả? Chúng phải qua kia hả? Qua kia là đâu nướng gà. Đùm. Kệ đi mày ơi. Người ta đổi người ta đúng rồi. Rồi nó nhập tao, tao cũng nghĩ đó tao ngồi chứ đâu. Nhà chọt hả? Tao đâu. Thôi mở mà nướng đi. Nóng rồi đó, bỏ lên đi. Ê, mà tính ra tôi với ông hên ghê ha. Vừa có trái cây để ăn, mà vừa có thịt để ăn luôn. Nước uống nữa. Kiểu này 72 giờ qua là cái chắc rồi. Tại bà chung đội với tôi nên bà mới hên á. Chứ không phải ông chung đội với tôi rồi ông hên nữa. Bà thấy không, hồi sáng giờ cái tay tôi hên không? Bóc toàn thịt. Thịt nên bà bây giờ á mới sung sức vậy đó, hiểu không? Anh để cái gánh gà xích qua bển coi. Mực mày nhỏ xíu mà cần nướng chỗ bự. Anh để bốn cái gánh gà không hết luôn cái bếp rồi, để coi. Nè để bên đó đi,
Đó, để nó đi. Con mực bự để người ta dứt ra. Mày thiệt chứ, qua coi. Nằm nó lụm dít của mình lên nè. Lụm lẹ. Ê, nhiều cái bắp chuối nè, có nước á anh Thảo. Nè. Có không? Có gì á. Thảo. Chui dữ trời. Có nước nè anh Thảo ơi. Nè, thiệt nè. Uống được. Vô rồi. Nè, anh uống trước đi. Đây nè. Cháu lên. Đó. Rồi, mình cưng uống đây. Đã. Quá đã. Nước. Cho nước nè. Anh. Đã không có nước mà tụi bay ăn bánh mì cho cố vô. Hồi lát nữa cắt nước. Để anh ta đi. Nha. Ăn đi. Ăn đi anh. Xé miếng kẹo ăn khè luôn. Lại mày lặng. Hối hận chưa? Anh Anh. Tức quá à, ăn này đỡ đi. Đây. Chính này. Ok. Cười lên nè. Nó khỉ lại không? Khỉ lại bình thường, nhẹ nhàng không? Cá chưa chín vẫn ăn được. Ngon, cứ ăn lại một miếng rồi. Cá chưa chín. Trời, anh tức quá. Không sao. Đó. Đó không? Ừ. Ừ. Được cái chắc kìa. Mà sao nãy mình dở vậy ta? Nãy mình để dành nước lại, xong mình ăn xong rồi mình hãy uống nước là được rồi. Giờ mình ăn chi rồi hồi khát nước sao uống? Ừ đúng rồi. Ê mà thật, nói chuyện nghe nè. Chị quản lý nè. Trời với thầy kỳ vậy? Đưa anh trái thầy thâu không luôn. Kiểu này chị quản lý cho anh mình rồi. Trời ơi, xài mà sâu thì mới tốt á Hảo. Không sâu là thuốc không á. Có sâu em vô ăn mấy không tốt chị Ngân. Thơm thế. Bạn chứ ơi. Thôi tôi ăn thịt, ông ăn đi. Bà ông ăn tối khát nước gắn chịu nha. Mình có nước mà. Rồi thịt nướng ngon thế. Ăn đi. Làm miếng khóm coi. Ủa khóm này vitamin gì ta? C. À C. Mà ông... Ừ đúng rồi, C á. Mời các bạn nha. Ừ. Từ từ để tí. Ngon. Thử miếng ăn chủng thịt bò bá cháy luôn. Thật là ngon hiểu chà. Đúng là nói gì vậy? Thịt bò này ngon. Cảm nhận coi ăn gì mà hút bột gọt muốn nói chứ. Đúng là ngon mà. Nói không. Vô ăn đi đặng. Nhìn đi con rồi nha. Ừ, bên đèn trước nha. Ăn bốc luôn đi ăn bữa chị. Nóng không thấy hả? Nóng đâu. Có gì mà nóng. Bốc đi. Nóng. Đủ đi. Ờ, cũng được. Hả? Dạ. Nước có chịu nóng không nội? Vô đây. Thành mời Thành ăn nha. Vô. Vô. Muối đi coi.
Ăn đi. Muốn ngon. Ngon đi. Thành ăn cho nó coi anh. Mời ăn con ăn nha. Tao mời mày ăn nha. Ngon. Đúng là trung đội với cưng ăn cái gì cũng ngon hết, ăn cá nhỏ gì cũng ngon nữa. Tao thấy cũng ngon nữa. Ngon hả anh Thành? Ừ. Ăn này không tốn sữa nữa ngon à. Sữa gì hoài anh Thành? Không có uống nhiều nước ngọt, uống hết sữa rồi đâu. Tại đi ăn gà này cũng tích sữa được mà. Hơn 18 tiếng trôi qua rồi nha các bạn. Bây giờ mình với chị Quảnh Gia, đó là chị Ngân, sẽ đi kiểm tra sức khỏe của mấy em nha. Ngủ luôn rồi các bạn. Chúng ta coi tình hình sức khỏe này sao Ngân. Ở đâu? Sao Ngân? Ở đâu? Không. Chịu nói không? Dạ được. Rồi ok cho nó ngủ đi. Em sao? Đang ngủ không? Dạ. Thôi cho nó ngủ đi. Thấy sao? Ổn rồi. Dạ. Đặng với dặn ngủ rồi nha các bạn. Giờ này ai cũng ngủ thôi các bạn ơi, quá 12 giờ rồi. Ai mà còn thức thì cũng hay ạ. À. Có mình với lại chị Quảnh Gia phải đi kiểm tra sức khỏe của mấy em nè. Cái thử thách này hơi khó nha. Anh uống không có đầy đủ. Ổn không? Hai đứa ổn không? Ổn chị ơi. Tao cho ngủ đi. Chút nước xíu. Thử thách này hơi khó nha. Kia ngủ há miệng. Kia ngủ há miệng luôn. Rồi. Sao anh? Sức khỏe nó ổn anh, nhưng mà miệng hơi khô, môi khô. Đúng rồi, thiếu nước mà. Đóng cửa lại cho nó. Còn hai thanh niên này chùm kín mít ngủ rồi. Thật. Trời. Mệt không? Thôi cho ngủ đi. Ngủ nha. Anh với lại mấy chị với lại ekip ở đây không có đi đâu đâu. Ngủ đi. Anh em này ơi mát rồi rồi. Tốt mà. Trời có hai đứa này đang ngủ nè. Nguyên cái quà đây các bạn. Có hai thanh niên này thì ngủ ở ngoài luôn như vậy nè, nhưng mà không sao nha. Phía bên ngoài mình đã cho rải xả cái tinh dầu xả để xua đuổi mấy cái con rắn rít rồi các bạn. Với lại chiều giờ mấy anh em mình cũng đi quần hết xung quanh khu vực này rồi. Ok hết à. Tối mình cứ thắp đèn sáng như vậy là không có vấn đề gì nha các bạn. Thử thách phải vượt qua thôi. Sao? Ổn mà. Ổn. Thôi cho nó ngủ đi. Không sao ha. Mà độ này có nước mà. Độ này có nước, đồ ăn thức uống đầy đủ mà. Thôi, mình cũng đi ngủ thôi. Đi nghỉ ngơi nha các bạn. Sáng gặp tiếp nha. Bye bye mọi người. Trời tờ mờ sáng này nha các bạn. Đi kiểm tra tình hình sức khỏe của mấy em như thế nào. Để cho mấy em ăn uống tầm bộ lại. Nhắm vượt qua được thử thách 72 giờ hay không để chúng ta cùng chờ xem nha. Coi nè. Chùm kín mít biết không. Buổi tối thì mình có đốt nhang mũi với lại thêm cái nữa là mấy này mình có cái biện pháp phòng chống nha các bạn. Phòng chống những cái con mà rắn hoặc là rắn rít này nọ cái nó chườm tới á. Cũng an tâm. Mà ở đây mùa khô không có ẩm ướt nha. Mình đang đi cùng ngủ khuya nữa. Vậy ơi. Dậy đi cơn sáng rồi nè. Trời ơi trùm gì dữ á. Không lạnh hả? Dậy đi Nguyên, dậy Nguyên ơi. Dậy Nguyên ơi. Đồ này hơi vật vờ xíu nha các bạn. Không có lều. Hảo hay à. Dậy Hảo ơi. Dậy đi cơn, sáng rồi. Còn thanh niên ghẹ này nữa. Dậy nè. Ghẹ, dậy đi cơn. Nghe nè anh Phúc. Dậy đi, sáng rồi. Mấy giờ anh Phúc? 6 giờ mấy sáng rồi đó. Dậy đi. Cho em ngủ chút nữa đi. Gì? Cho em ngủ chút nữa đi. Dậy đi anh hai, không bốc thăm lấy đồ ăn hả? Không đói bụng hả? Không khát nước hả? Và hai đứa này. Nhã, Đặng. Đặng dậy, Nhã.
chờ hơn sáng nay cứ dậy đi, dậy tập thể dục thể thao đồ, vận động lấy sức khỏe để vượt qua bể hạ thử thách 72 giờ nè. Dậy đi, ngồi dậy. Ôi trời, ngủ dữ thì chứ, sáng sớm không dậy sớm tập thể dục gì hết trơn, chết là hư quá. Đâu rồi, bên này nữa. Trời ơi Thanh, dậy Ngân đâu vậy? Ngân ơi, Ngân. Trời ơi trời, dậy nè. Dậy 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 dậy, sáng rồi Ngân, dậy đi. Dậy nha. Thôi, kết thúc ngày đầu tiên rồi các bạn. Hiện tại chưa có đội nào bỏ cuộc nha. Chúng ta cùng chờ xem ngày thứ hai để xem coi đội nào bỏ cuộc, hoặc là cả bốn đội của chúng ta cũng có thể vượt qua được thử thách này. Nhưng mà theo đánh giá hiện tại của mình thì cũng hơi khó để vượt qua cùng lúc bốn đội nha các bạn. Tuy nhiên các bạn cũng có thể nhìn thấy có một số đội của chúng ta đang khá là mệt mỏi, và các bạn cũng đã đoán ra được một phần nào đó. Và để xem dự đoán của các bạn có đúng hay không, chúng ta cùng chờ xem ở tập tiếp theo nha. Còn bây giờ thì nếu các bạn thấy video hay, vui và có tính giải trí thì hãy chia sẻ thật mạnh video tập 1 này để tiếp tục hướng đến tập 2 và xem kết quả nha các bạn. Tạm biệt mọi người, nhớ đừng quên vào shop game anh ba phải để quay kim cương nè, mua refi nít lên quân giá rẻ uy tín và chất lượng nha các bạn. Bên cạnh đó có shop Rolex, các bạn cứ vào đó mua, link mình để ở dưới phần mô tả và ghi ở phần bình luận, các bạn vào đó nhấn vào đó mua. Còn những đường link khác đều là giả tạo lừa đảo các bạn đó, các bạn hãy cẩn trọng và hãy cực kỳ thận trọng trong quá trình truy cập vào bất kỳ đường link nào ngoài luồng, ngoài phần mô tả nào với lại phần bình luận của mình, nó mới là hàng real, còn ngoài ra là hàng fake nha các bạn.